Như vậy tôi vừa mới giải thích cho các bạn khái niệm về padding. Bây giờ chúng ta còn một khái niệm nữa liên quan đến convolution, đấy là stride. Stride nghĩa là gì? Thì ở đây, như lúc nãy chúng ta thấy có cái phép convolution chúng ta thực hiện trên một cái 6x6 đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta xét trên một cái 7x7 đi. Có thể là 6x6 được cũng không sao cả, nhưng đây tôi muốn để 7x7 để chúng ta dễ hình dung hơn các cái stride nó chạy ở đây như thế nào. Thì tại cái bước đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ chọn ra một cái ô 3x3 ở cái góc trên bên trái của cái ma trận này, ma trận input này, để thực hiện tích chập với cái filter của chúng ta đúng không ạ? Và chúng ta tính ra được đây là bằng 2 đúng không ạ? Thì ở như cái bước convolution thông thường thì tại cái bước tiếp theo chúng ta sẽ nhảy một vị trí, tức là chúng ta sẽ chọn cái 3x3 này, 703 này, 419 và 171 này đúng không ạ? Trong cái bước tiếp theo đúng không ạ? Thì đấy là cái convolution thông thường. Tuy nhiên, khi áp dụng stride và giả sử tôi đặt stride bằng 2, tức là bước nhảy bằng 2, thì chúng ta sẽ không nhảy đến cái vị trí số 7 này nữa, mà chúng ta sẽ nhảy đến vị trí số 0 này. Tức là chúng ta sẽ nhảy đến vị trí 032 này, 190 này, 712 này. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhảy hai bước một lúc, chứ chúng ta không nhảy từng bước một cho cái việc tích chập này. Rồi tiếp theo chúng ta lại nhảy hai bước nữa, nhảy đến số 2 này luôn, tức là từ số 1 này nhảy đến số 0 này, nhảy đến số 2 này, chứ chúng ta không nhảy từng bước một. Và theo chiều dọc trên xuống chúng ta cũng nhảy hai bước một. Đấy, như vậy thì đây là gọi là strided convolution, tức là convolution theo cái bước nhảy. Bước nhảy đây chúng ta, nếu bước nhảy mà stride bằng 1 ấy thì chính là cái mà chúng ta vừa mới được giới thiệu lúc nãy. Cái trường hợp đấy nó tương ứng với S bằng 1. Còn trường hợp S bằng 2, tức là bước nhảy bằng 2, thì chúng ta sẽ nhảy cóc hai bước một. Tương tự như vậy chúng ta có thể có S bằng 3, bằng 4, chúng ta sẽ nhảy cóc ba bước một, vân vân. Và các bạn nhớ là chúng ta chỉ nhảy đến khi nào mà cái ô 3x3 của chúng ta nằm hoàn toàn ở trong cái input này, chứ không được nhảy thừa ra ngoài. Bởi vì nhảy thừa ra ngoài thì chúng ta sẽ không còn đủ cái ô 3x3 để mà thực hiện tích chập nữa. Đấy. Ok, quay trở lại với cái stride. Thì cái bước nhảy tiếp theo chúng ta nó sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ như thế này. Nhưng mà trận thứ hai thì nó đã cách cái ma trận đầu tiên hai vị trí đúng không ạ? Và chúng ta tính ra được, ở đây nó là bằng 4. Rồi, cái bước nhảy thứ ba chúng ta sẽ nhảy đến cái 258022243. Và chúng ta sẽ tính ra được cái giá trị của nó đúng không ạ? Chúng ta tính được giá trị của nó và điền vào cái ô thứ ba. Tuy nhiên sau đấy chúng ta không nhảy được nữa bởi vì hết rồi. Đấy. Có nghĩa là bây giờ cái ma trận output chúng ta chỉ là một cái ma trận có 3 nhân với 3 thôi. Bởi vì mỗi chiều chúng ta chỉ nhảy được đúng 3 lần. Mặc dù cái input là 7x7 nhưng output nó rút lại còn rất nhiều. Như vậy thì chúng ta có cái công thức tính chung cái output size sẽ là như nào ạ? Lấy n trừ f, tức là cái khoảng cái kích thước của input trừ đi kích thước filter, chia cho cái số bước nhảy đúng không ạ? Bởi vì chúng ta càng nhảy nhanh thì cái số bước nhảy của chúng ta càng giảm đi. Và chúng ta cộng 1. Cộng 1 đây là tính cái vị trí đầu tiên đúng không ạ? Giống như cái bài toán trồng cây của chúng ta, chúng ta tính cả đầu lẫn cuối thì lúc đếm chúng ta phải thêm 1. Thì ví dụ đây chúng ta có 7 trừ đi 3 là bằng 4, 4 chia 2 là bằng 2 đúng không ạ? Cộng với 1 là bằng 3, thì cái ma trận output chúng ta là 3x3. Và như vậy, cái bước nhảy nó càng cao thì nó giúp ta nhảy càng nhanh. Nhưng nhảy càng nhanh ấy thì chúng ta có nghĩa là chúng ta mất càng nhiều thông tin và cái thông tin ở output chúng ta càng ít đi. Đấy. Nếu chúng ta nhảy một đơn vị thôi thì nó sẽ có nhiều thông tin ở output hơn. Chúng ta nhảy hai đơn vị thì ít hơn. Chúng ta nhảy ba đơn vị thì lại càng ít hơn nữa. Thì đấy là cái khái niệm về stride convolution. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu hai cái khái niệm là padding và stride. Padding thì nó có thể giúp chúng ta là như nào ạ? Tăng kích thước của output lên. Nhưng stride thì giúp chúng ta giảm kích thước của output đi. Còn đây là cái công thức tổng quan về cái kích thước của cái output. Khi mà vừa có stride vừa có padding, đúng không ạ? Ta sẽ có n trừ f cộng với 2p chia cho s, xong cộng 1 thì sẽ được cái kích thước của ma trận đầu ra khi mà chúng ta vừa dùng stride vừa dùng padding.
Rồi, thế trong trường hợp mà cái n trừ đi f cộng với 2p mà nó không chia hết cho s thì sao? Thì cái này cũng đơn giản thôi. Nó ví dụ như giả sử cái trường hợp này chúng ta là không phải là 7 x 7 mà là chỉ là 6 x 6 thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ không có cái bước nhảy thứ hai này đến đây, bởi vì khi cái ma trận ta chỉ 6 x 6 thôi thì nhảy đến khi chúng ta nhảy đến số 2 này thì sẽ không đủ một cái ma trận 3 x 3 để mà làm việc cái phép tích chập đây nữa, và chúng ta chỉ nhảy được một đơn vị thôi, nhảy được một lần thôi. Có nghĩa là cái kích thước của chúng ta ở bên output nó chỉ là 2 x 2 thôi. Đúng ạ. Và do đó thì khi áp dụng cái công thức này vào, chúng ta sẽ thấy 6 trừ đi 3 là bằng 3, đúng không ạ? 3 chia cho 2 bằng 1,5, đúng không ạ? 1,5 này chúng ta phải làm tròn xuống là bằng 1. Thì 1 cộng với 1 sẽ là bằng 2, và cái kích thước của chúng ta của cái output chỉ là 2 thôi. Như vậy thì cái trường hợp mà n trừ f cộng p nó không chia hết cho cái số bước nhảy ấy, thì chúng ta sẽ bị thiệt đi một bước nhảy, và có nghĩa là sau khi thực hiện cái phép chia chúng ta phải làm tròn xuống. Như vậy đến đây thì chúng ta đã làm quen được các cái khái niệm. Thứ nhất là cái toán tử tích chập, convolution, cái khái niệm filter, và sau đấy là khái niệm padding, tức là bồi thêm cho cái input để có được cái output nó rộng hơn. Và cái khái niệm tiếp theo nữa là khái niệm try, tức là bước nhảy. Chúng ta thay vì chỉ nhảy từng bước một, chúng ta có thể nhảy cóc 2 bước 1 hoặc 3 bước 1, vân vân. Cái việc nhảy cóc này nó giúp cái việc convolution nhanh hơn, nhưng đồng nghĩa nó làm cho cái thông tin nó bị mất đi nhiều hơn. Thì với một cái bức ảnh có kích thước n nhân n là input, một cái filter là f nhân f, padding p, try là f, thì chúng ta sẽ có một số công thức. Trong đấy cái công thức quan trọng nhất là cái output size sẽ là như nào? N chữ f cộng 2p chia cho s cộng 1. Nhưng giả sử nó không chia hết cho s thì chúng ta phải làm tròn xuống. Và các bạn nhìn cái ký tự này, cái ký tự ngoặc vuông, nhưng mà chỉ có cái phần vuông ở dưới này, còn phần trên không có cái góc vuông ở đây. Cái ký tự này gọi là cái toán tử floor. Floor có nghĩa là làm tròn xuống dưới sàn. Cũng như 1,5 thì làm tròn xuống thành 1, 1,3 cũng thành 1, mà thậm chí 1,9 cũng thành 1. Thì đây là cái công thức tổng quan nhất cho cái kích thước output của một cái bức ảnh sau khi thực hiện cái toán tử convolution. N là kích thước của input, f là kích thước của filter, p là padding, s là số bước nhảy. Okay. Thì đây là công thức cuối cùng. Rồi, thì sau khi mà tìm hiểu tất cả khái niệm về cái tích chập này, chúng ta sẽ nhìn lại với cái mạng neuron thông thường thì xem nó tương ứng với cái gì trong mạng neuron thông thường. Thì như cái tích chập này, chúng ta sẽ có một cái ma trận đầu vào là cái input, một cái ma trận tiếp theo là cái filter, thực hiện cái phép tích chập để ra được một cái ma trận output, đúng không ạ? Thì trong mạng neuron thông thường chúng ta cũng sẽ có hai cái layer liên tiếp nhau. Cái layer phía trước nó đóng vai trò giống như cái input. Cái filter của chúng ta đóng vai trò giống như các cái weight và bias ở trong cái mạng neuron thông thường. Còn cái output của chúng ta đóng vai trò giống như cái activation, hay chính là cái output của mạng neuron thông thường. Thì chúng ta nhìn được các cái tương ứng ở đây. Trong mạng neuron thông thường thì ở giữa đây chúng ta cũng sẽ có cái phép tính toán, đúng không ạ? Đấy. Thì ở trong mạng neuron tích chập, ở giữa chúng ta sẽ có cái phép tính toán, chính là phép tích chập. Còn trong mạng neuron thông thường chúng ta là các cái phép nhân, phép cộng. Về bản chất thì phép tích chập cũng là các cái phép nhân và phép cộng thôi.